Sao cầm dịnh này sao? Thấy không sao? Thấy. À, quý vị thấy không? Cái chỗ này bây giờ là khuyết thập sâu xuống ở dưới luôn quý vị. Có nghĩa là thập sập xuống như thế này nè. Rất là đặc biệt, rất là lạ. Và mọi người xem hai bên nè. Rất là quen. Chỗ này giờ nhờ có cây nhẹ cản lại mấy cây. Đúng rồi. Cái trời ơi, mấy cái cây kia nó đá như này kia lăn trúng kìa. Mà nó banh cây hết trơn hết trọi kìa. Ừ, chốc da luôn. Chốc da cây hết trơn luôn. Thì nó lăn theo cái ô sâu này nè. Dạ. Cái lòng sâu này nè, ghê không em? Quá trời luôn. Đây là dầu thiên thần đó. Ừ. Dầu thiên thần nó cắm. Này sao này? Đây. Mình đi đường này là bọn hơi mình xuống đường này luôn á. Trời ơi. Cực lắm quý vị. Còn quán lát nữa băng băng đường xuống. Nha. Đi đây. Ghế bọng gì chốc hết. Đây là mới được. Sợ á. Đi đoàn cũng đông đông mà bây giờ không ai đi, chỉ có hai ba người đi thôi. Để quay cho mọi người xem. Quá mệt rồi. Ghê quá. Nam mô A Di Đà Phật. Chỗ này sao lên tại? Cầm nhầm sao? Đừng đừng nóng quá em, đừng nóng quá. Nó trong đó là mình không được nắm. Đây, này đưa đi. Dạ, dạ. Đừng, cái nào nó meo meo đừng nắm. Nắm nó tuột luôn á. Mô bà. Nắm lôi lên cho. Chưa ngàn để máy đi. Ừ, đúng rồi, để máy đi.
Đây đây. Ok. Hai người dìu dắt nó cũng. Wow. Wow. Này đi đường bên này nó dễ hơn không ta? Đi đi bên này đi. Mình đi lâu lâu mình nhịn trên cái ha. Đúng rồi. Vì lại mình quan sát ở trên á. Nó dễ đi không? Dễ, đây dễ đi hơn. Nó dễ đi xuống qua đó. Nó kìa. Ừ. Mình leo cây luôn á. Đúng rồi. Dốc đứng mà. Mà dốc đứng tự nhiên sập hai ngõ ha. Đây. Mưa, mưa rồi, gầm luôn rồi. Hả? À. Cái gì? Tự nhiên nghe tiếng nổ ghê vậy. Gì nghe cái gầm vậy? Tôi quay đây dùng cây sáo. Nam mô Phật. Thấy luôn không sao? Thấy rồi. Cái gì nghe tiếng gầm nghe cái gầm gì? Cái gầm nổ, gầm nó ghê. Nam mô Phật à. Thì sao giờ đây tàng? Lên luôn chứ không sao nói phải tới đây vậy nè. Tới đây. Cố gắng đi luôn. Nè em. Dạ. Rồi đi đi đi. Mình đi cái dốc khác này đi em ơi. Nó cũng đá lên rồi. Hồ bên này đi được không? Cái xá này đi dễ không ta? Khác này đi đi. Đi. Cái năng còn hơn nè. Đi đi mình đi nè. Quá cực luôn chứ. Giờ mình nói dướng cái cây tre sau đi. Giờ bên này đi cũng được nè, cây đi đi đó thử coi. Chị thấy bên đó cái cục đá dưới mặt mình ghê quá. Dạ. Mình đi cái hướng này nó an toàn hơn. Dạ dạ dạ. Không có đường đi qua mấy cái. Đi đường này luôn. Đúng rồi. Không có ai dám đi rồi. Có mình đi thôi. Nghe nói là trên kia có viên ngọc hay là cái gì hết trơn, mình nó đi tránh mình xem thử cái đoạn nào. Bụi tre này cắn rồi. Con ơi. Nó mệt. Mệt quá, để bạn bước chứ đi. Cái này đứng cái này nó an toàn này.
Quá ghê gớm. Cái nắng mà đi mình chắc chết luôn á. Đi. Dạ. Cái này mình giống thấy như nó sập xuống vậy ta. Ừ. Nguy hiểm lắm hả? Đỉnh điểm sạt lở lại chảnh hả? Vậy mình đi chảnh luôn coi. Như là vậy. Có điều quá. Không đồng đảo ơi. Lên, lên không? Vậy là có một người nữa lên nè. Anh đứng lên như vậy. Gì đà Phật. Mẹ đỉnh điểm nha. Đỉnh điểm sạt lở. Quá ghê. Ai gì đâu Phật. Ây da, ây da. Mọi người, khu vực này là hết rồi đó. Trời ơi, sập xuống kìa. Không có gì. Bây giờ mình sẽ thử thách luôn ha, và cũng như cầu nguyện. Hả? Cái đường này đi lên nè. Hả? Ghê rồi bây giờ không đi rồi đi đường nào bây giờ? Đường đó anh thấy đi dễ không? Em thấy bên đó là đường rừng mà nó bít hết trơn hết trọi, không có đường nào đi, chỉ có đường này cái đường mòn đó mà chút xíu để mình đi lên mà không biết được không nữa. Ê, không được, không được, không được, không được. Không biết đi đường nào luôn rồi. Ngoài thương, đừng lên đó em ơi. Dạ. Đi qua bên đỉnh nè.
hình ảnh dễ đi không? Ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật, đi sạc thôi ha. Phan 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 phan, không ai cầm cầm à? Sáu cầm máy này dùm được không Sáu? Phải tắt cây này mới được. Anh Kỳ anh đi xuống dưới gọi, anh không dám đi lên. Ở đây là chỗ chưa thằng mà hả? Dạ mua mà xé cái rừng này để rồi đi qua bên đó. Nè quý vị, quý vị nhìn phía bên này là vườn chưa thằng nè. Ở chỗ một cái cây đài cao cao nè. Mọi người thấy không? Mưa đỉnh, đỉnh thôi. Mưa rồi. Thôi mô vật. Không được. Không được, mưa rồi, mưa rồi, phải xuống mình thôi. Chị đi xuống em, chị đi. Em này em đi luôn rồi đó. Đi hả? Dạ. Không, kỳ đi tuốt chứ sao kỳ dám xuống. Bây giờ chị xuống xuống mình lên luôn đó. Không, 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 em đi. Dài dữ lắm rồi, chị từ từ đừng có đẩy. Ừ. Bình tĩnh chị, đi. Chị. À. Đi, chị cắt cái cây này vô cặp cho mẹ em ơi. Đẩy đẩy cái này xuống. Chị cầm cầm máy này đi. Ừ. Mình vô rừng mới được, đừng đi đây. Cầm 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 cho mẹ em cái chị. Dạ. Em cắt cái này đó. Gai không mà con. Gì được không? Rồi chị mở cặp đó cho dùm nó sao nha em đó. Rồi nó dễ xuống thì chơi gai không mà đi được đâu. Em thấy đi đường bên này được luôn nè. Đường gần có được không? Được không Sáu? Sáu tính đi cái dách này lên luôn nè. Đúng rồi, đi dách này lên luôn đi. Trong đó đi rừng nó khó lắm á. Gai gốc cái cây này kia không à. Thử ông Sáu đi này lên không? Rồi chưa Sáu? Hả? Đi rồi. Định luôn em ơi. Gì đó hả? Bây giờ định đi đâu mình đi đó đây. Ủa mô Phật là kệ. Đi sao đâu. Có gà không? Hả? Không có gà. Có không định? Không có vậy đi đường này nè. Không có thì mình đi theo dắt lên đỉnh đi. Dắt đường này lên đi. Xuống hả? Xuống hả? Đường này em thấy lên được mà ta. Ê dạ, gai. Tôi thấy được nè. Theo Sáu nghĩ là đi được. Các vị độ mà không sao đó. Nhằm mua ai gì đâu. Những cái nguy hiểm mình đã vượt qua nãy giờ rồi giờ. Cái cây này mục nha. Cái đường này luôn. Mà tới đây sau đi nè mới một chuyện nè. Mẹ ơi, sát cái dách này em. Sát dách luôn mình ngang thang đó. Con cá cà chứ mưa gì. Không biết nữa. Cái chuyển rồi không biết có mưa không. Đường này thấy chắc được quá mà nó rất khó đi. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Thấy không được ông ơi. Không được đâu. Không đâu. Đi mà tôi phải nắm như thế này xung quanh này nữa nè mà nó khó đi dữ lắm.
Tôi mới chợt té rồi nè. Bỏ cuộc hả đồng đạo? Cái này mà phải mình không quay á thì mình có thể lằn lằn mò lên đi được. Tại vừa đi một tay một quay một tay nắm nữa. Dốc này dốc đứng luôn, đứng thẳng luôn á. Ngồi xuống. Hết trơn cái cây luôn rồi, cây dính sình hết luôn rồi. Nãy té nè. Có dịp nắng mình không qua bển đi. Chứ bây giờ trời chuyển mưa rồi còn thêm. Hả? Anh đi được nữa là thử được không? Đang sạc mà trời chuyển nữa nè, rồi cũng hồi lỡ có mưa. Thôi xuống mấy đứa. Xuống đi mình đợi trời nắng nó đi nữa. Mình đợi cái dịp nắng đi. Anh Định. Nhiều thì bà con cũng biết cái bển nó cấp độ nào rồi Định ơi. Ở bên kia nó sạc chạy bển hả ta? Hả? Ở bên kia nó sạc kiểu chạy bển hả? Ừ, mà nó lớn hơn bên đây dữ lắm. Ừ. Bên đó không có đường lên luôn, bởi vậy mình mới mất đi cái nẻo này nè. Dạ. Em tới đây nãy em té, em sụp cái là em cũng hơi ấy rồi đó. Đất nó mềm eo quá. Dạ, nó sạc xuống. Dạ. Ê, cái tảng đá đó kìa, mới ghê kìa. Thấy cái thằng đá này không? Nó có thể lăn xuống lúc bất cứ lúc nào. Né ra mới được. Thôi như vậy thì Hoài Thương cũng xin cảm ơn mọi người đã xem video nha. Đến đây thì Hoài Thương cũng xin khép lại video tại đây thôi. Tại vì bây giờ thật sự ra là không thể nào mà đi được. Tại nãy Hoài Thương đi té mấy lần. Đi té rất là nguy hiểm quý vị. Thôi mình đi mình xuống dưới kiếm cái đường gần thì mình đi á. Nãy tôi đi tôi té mấy lần. Không mình chung vô đây là mình càng mình gần xuống được nè. Đi lên không được chứ đi xuống dễ lắm. Không xuống thì đi đường này xuống cũng được nha. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha. Mọi người cũng quan hệ. Mà trời đừng mưa mình bay lên cao ở đó coi bên đó nó nhiều thế nào. Bây giờ bay được không? Thì đang mưa nè. Bay được không sao đâu. Mưa nó hư chứ sao. Không đâu, cái đó chống nước mà.